Em xin giới thiệu, đây là đồng hồ đeo tay size nữ, dòng cao cấp XC đến từ thương hiệu Citizen. Đồng hồ second hand, hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng, ngoại hình đẹp xuất sắc, giống như là vừa đập hộp nha. Tầm 95-98%, size của đồng hồ là 34 chưa tính núm. Đồng hồ sử dụng pin 3 kim 1 lịch, lịch ngay vị trí 3 giờ thể hiện các ngày trong 1 tháng. Ngay vị trí 3 giờ là thương hiệu Citizen và logo XC, logo nổi, cọc số nổi. Phía trong mặt đồng hồ có 3 cái đồng hồ nhỏ, thể hiện 12 giờ 60 phút. Trước khi ship hàng đi, nhân viên của em sẽ hướng dẫn các bác sử dụng tất cả các chức năng trên mẫu đồng hồ này, nên các bác hoàn toàn yên tâm mà sử dụng. Giỏ và dây của đồng hồ được mạ theo công nghệ Duratec. Công nghệ Duratec sẽ làm cho giỏ và dây của đồng hồ được bóng hơn, bền màu hơn, đẹp hơn, ít chì xước hơn trong quá trình sử dụng và đặc biệt chống dị ứng da ta rất là tốt. Nên các bác thấy giỏ và dây của đồng hồ nó bóng loáng như vậy, rất là ít chì xước trong quá trình mình sử dụng nha. Em quay cận cảnh chi tiết ngoại hình của đồng hồ này cho các bác tham khảo. Đẹp xuất sắc, giống như là mình đập hộp vậy đó, không có cái điểm gì để chơi ở ngoại hình cái đồng hồ này cả. Mẫu đồng hồ này đeo lên tay rất là đẹp, rất là sang. Phía trong mặt đồng hồ có 3 cái đồng hồ nhỏ. Lịch thì có màu xanh, mặt là màu tím. Giỏ và dây của đồng hồ được mạ theo công nghệ Duratec, đẹp xuất sắc như vậy. Các bác thấy nhựa dây trên đồng hồ nè, rất là xịn luôn. Các bác nhận được đồng hồ này là mình ưng ý ngay, quá đẹp. Đeo cái đồng hồ này lên tay làm trắng da tay đi rất là nhiều. Tay em đen và xấu như vậy mà đeo lên còn sáng và đẹp sang như vậy, thì các bác nào mà da tay trắng đeo lên còn sang và đẹp hơn nữa nha. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0931008099. Kênh YouTube của em là Thi Nguyễn Audio Gia Băng. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc. Các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ, em bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán theo bất kỳ chi phí gì nữa. Và đây là mặt trái của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ, bộ máy chuẩn xịn da băng cho các bác sử dụng. Giỏ và dây được mạ theo công nghệ Duratec. Và đặc biệt có luôn chữ ký của nhà design, nhà chế tác ra cái mẫu đồng hồ này, Kenley Chen. Nên mẫu đồng hồ này ngoài cái thiết kế rất là đẹp, rất là sang ra thì còn có giá trị sưu tầm rất là cao.